Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Danh Vlog. Video ngày hôm nay Danh sẽ báo giá cũng như là Danh sẽ review sơ lược chiếc Vision Sơn Độ cho các bạn tham khảo nha. Đây là màu sơn độ cho nghe các bạn. Được sơn lên từ cái phiên bản bánh nhỏ nha. Rất là đẹp luôn, màu vàng đen. Nhìn vô chạy ngoài đường xe này chạy không có đụng hàng nha các bạn. Nhìn bên ngoài thì rất là đẹp, màu đen, màu vàng kết hợp với màu đen. Rồi đầu tiên để báo giá cho anh em nắm nghe giá của Vision hiện tại. Chiếc Vision mà anh em đang xem trong màn hình là dao động lăn bánh luôn, là trên dưới 35 triệu nha các bạn. Trên dưới 35 triệu là lăn bánh nha, dành cho những anh em đang có hộ khẩu tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Còn cái màu sơn vàng đen này là màu sơn độ nha các bạn, thì anh em cộng cộng thêm trên dưới 3 triệu nữa nha. Tức là cái màu zin thì nó trên dưới khoảng 35 triệu thôi, còn cái màu sơn độ này thì anh em cộng thêm khoảng trên dưới 3 triệu nữa. Thì nó nằm đâu đó khoảng trên dưới 38 triệu đó các bạn. Là dành cho những anh em đang có hộ khẩu tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nha. Còn những anh em mà ở tỉnh mà trực thuộc tỉnh Kiên Giang thì anh em mua xe này với giá rẻ hơn nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Này là sơn độ nguyên con luôn đó các bạn. Anh em thấy là rất là nổi nha. Xe này chạy ra ngoài đường thì nó không hầu như là nó không có đụng hàng luôn á. Xe này được trang bị ổ khóa thông minh nha các bạn. Ổ khóa thông minh là năm sản xuất của nó là 2024 luôn. Anh em nhìn cái góc quay này rất đẹp nè. Mặt nạ phía trước thì nó được sơn màu đen nha các bạn. Xe này thì nó là thuộc cái phiên bản bánh nhỏ. Nói chung là nó không có khác gì các phiên bản khác, chân nó chỉ là có sơn màu sơn độ lên thôi, chứ không có độ đèn độ gì chân nha các bạn. Buộc trước buộc sau máy móc rồi vẫn y chang các phiên bản còn lại nha, chỉ là cái màu sơn anh em thấy nó lạ thôi, màu vàng đen. Xe này là đây, tem vi sành anh em thấy là tem vi sành là được độ luôn nè, tem nổi rất là đẹp luôn, tem màu vàng. Xe thì chỉ trang bị có một cuộc thôi nha các bạn. Giá lăn bánh luôn trên dưới 35 triệu nha. Giá này là anh em tham khảo nha, chứ nó không có chính xác được 100% nha. Các bạn cũng thông cảm nha. Tại vì giá xe thì nó hầu như là ngày nào nó cũng thay đổi chứ, nó không có cố định một chỗ được. Rồi, video Danh xin kết thúc tại đây nha. Rồi, xin chào các anh em.